Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị một cái con máy khò ha, của thương hiệu Makita ha, có hộp đựng đàng hoàng ha, với mã sản phẩm là HG6530VK ha. Đây là mã vạch, mã QR đây để giúp chúng ta phân biệt được hàng thật nhái ha. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp ra, bên trong nó bao gồm những gì ha, và con máy có chất lượng ra sao ha. Rồi, đầu tiên thì như các anh chị các bạn có thấy thì đầu tiên đây là những cái đầu khò ha, máy thổi mà có cái đầu khò bằng hợp kim ha, đó rất là chất lượng luôn đấy, bốn đầu luôn nha các bạn ha, bốn đầu luôn đó. Tiếp theo đó thì nhân vật chính của chúng ta đây, như bạn thấy thì đây ở phía sau thì nó có đèn hiển thị bằng điện tử luôn nha các bạn ha, bằng điện tử luôn. Và điều chỉnh độ đây, điều chỉnh độ tăng giảm đây đó, đặt bật có hai ba cấp độ đây ha các bạn ha, ba cấp độ điều chỉnh để ở đằng sau luôn đó, không có công tắc ha, thì điều chỉnh bằng nút này luôn nha các bạn ha. Rồi đây là phần số thông số kỹ thuật, sử dụng điện 220 và công suất lên tới 2000W ha, 2000W đó, số series ha, rất là đẹp. Mẫu mã tay cầm thì được ốp cao su luôn, và để giúp chúng ta chống va đập ha, và cầm nắm không bị sơ trên trực tay. Bên cạnh đó thì logo Makita thì như bạn thấy cũng được in dập nổi rất là đẹp ha. Mỏ thì được làm bằng chất liệu nhựa rồi, cao cấp của Makita rồi. Đầu khò thì làm bằng hợp kim luôn ha. Rồi dây nguồn thì như bạn thấy cũng khá là dài. Dây nguồn này thì sử dụng hai chấu ha, hai điện dùng điện 220. Đó, máy rất là xịn, rất là đẹp luôn. Có điều chỉnh cấp độ nè, điều chỉnh lực nè, và chỉnh độ trên này luôn ha, hiển thị rất là đẹp luôn. Rồi ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video lần này của mình. Nếu các bạn có thấy video mình hay, hãy để lại một like, một subscribe để có động lực review những cái sản phẩm chính hãng khác ha. Cảm ơn các bạn, chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.